Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo cán bộ công chức Văn phòng Thành ủy đã tham gia ủng hộ kinh phí để phần nào vơi bớt những khó khăn, kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão gây ra, khắc phục hậu quả, từng bước khôi phục lại đời sống. Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy kêu gọi cán bộ công chức người lao động phát huy truyền thống đoàn kết với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tích cực đồng hành tham gia đóng góp chia sẻ bằng mọi hình thức để an ủi động viên đối với đồng bào bị thiệt hại. Với số tiền quyên góp được, Văn phòng Thành ủy sẽ chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để kịp thời hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, góp phần giúp đồng bào nhanh chóng khắc phục hậu quả. Cũng trong chiều nay, Công đoàn Cơ quan Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã ủng hộ ít nhất một ngày lương với tổng số tiền gần 50 triệu đồng nhằm chung tay giúp đồng bào vùng thiên tai vơi bớt khó khăn và sớm ổn định cuộc sống. Sáng nay, Câu lạc bộ Bạch Đằng tổ chức lễ phát động hội viên câu lạc bộ đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tại hội nghị, đại diện câu lạc bộ kêu gọi toàn thể hội viên chung tay ủng hộ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Tổng số tiền ủng hộ là 404.660.000 đồng sẽ được câu lạc bộ chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian nhanh nhất.